cách mà lên Detroit á, thì tiện đường với bạn, gia đình mình sẽ ghé ngang một cái trung tâm mua sắm lớn nhất tiểu bang Michigan của mình nha. Đó chính là Rossing Outlet. Đó, bây giờ thì gia đình mình sẽ vào trong lượn một vòng xem có mua được gì không nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi Rossing Outlet nha. Đi cái cửa số 4 này vô á, thì mình sẽ gặp ngay cái Forever 21 nha. Nó sale có 5 đồng à. Thì lượng là nhìn qua nhìn lại quá trời đồ luôn. Thì cái mẫu gam màu hôm nay là cái gam màu lính nha, đi đâu cũng thấy đồ lính trơn nè. Đó rồi qua đây thì mới thấy được một đống đồ sale 5 đồng 5 đồng, mà thường thì đồ sale 5 đồng quá rẻ như vậy thì nó sẽ sale trái mùa nha. Đó, tại vì mùa hè thì mình sẽ sale đồ của mùa đông. Đó, mùa đông thì nó sẽ sale đồ của mùa hè, mua để dành mặt nha. Tiếp theo là mình sẽ vào Kevin. Kevin thì nó đang sale off 60%. Nó nhìn qua nhìn lại thì vẫn là túi xách, áo thun nam nữ các kiểu. Nếu mình mua 2 cái thì 45 đồng. Còn nếu như mình mua 1 cái thì 30 đồng nha. Thật sự cái mall này nó rất là rộng các bạn. Nó có tới 9 cái cửa để vào lận nha. Nó mấy bạn có thể xem là 9 cửa lận để mà vào rất là nhiều cái cửa hàng ở trong cái mall này. Ví dụ như mình muốn đi Adidas đúng không? Là để mình đi qua 9903 hả? Ai 903. Là thấy đây. 903. Ừ. Nè. Tìm số. Này 903 luôn à, 903. Sorry các cô chú anh chị mình nha, vì gia đình mình còn đi những nơi khác nữa nên là không có thời gian để mà đi hết cái mall, những cái cửa hàng trong cái mall này. Chỉ đi tượng trưng một vài cửa hàng thôi nha. Anh đôi này giống anh là 120 nè. Trăm hai luôn. Trời, 120 tao bỏ tiền rồi tao mua mấy đôi này mang. Con 100 đồng. 100 đồng. Chỉ xì luôn. Đi chui. 350. Mang nó dài lên đây em. Mấy cái em không? Đôi này 140. Đôi này cũng lạ bộ. Đôi này gọi là Z 700. Đôi này cũng sang chảnh đó nè. 100 đồng nè. Cái đồ đi làm của anh em lắm á. Cái đó như da rắn kìa. Như da rắn. Cái này đôi nữ là 120. Nhà 106. Đôi này đôi lơi giống đôi lính nè. Superstar. À, cái đôi này đi làm nè. 110. Giờ lên 90 rồi này, có đóng 18 cái giờ lên 90. Mà mang em lắm nha, đôi này mang em lắm, đi làm mang em lắm mà nó ôm dầu. Ừ. Giờ lên 90 luôn. Này. Sale quá trời sale nè. 12 đồng cái. 12 đồng cái áo nè.
là trời đông. Thật sự mà nói cái cửa hàng ngay này nó rất là đông luôn các bạn, nó sale cũng rất là nhiều luôn á. Mà mấy bạn nhìn đi, giày dép, đồ quần áo, đồ này kia quá trời. Tự nhiên mình vô mình thấy mình bị ngợp á các bạn. Mình không có lựa được gì hết trơn á. Không biết có bạn nào giống mình không. Vô giày quá trời luôn. Nhìn mà ngợp cái con mắt á, con mắt mình nhìn giày không có được luôn á. Mình quay cho các bạn xem thôi này, chứ đi vòng 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 quay thôi chứ không có lựa được một cái đôi nào cho mình luôn á. Quá trời nhiều. Ngợp cái con mắt không lựa được gì luôn. Đi tới cuối hàng mới thấy được cái đôi này nó sale 39.99 đồng nè. Đang sale hết luôn nè. Quá là rẻ luôn nè, một cái đôi này. Nike Air, giày Air hay gì đó. Để mình coi là cái hiệu nè. Quay cho các bạn xem. Nó cái đôi như vậy mà 39.99 đồng. Nhưng mà trẻ quá mấy đứa bạn mà mấy đứa em nào mà có cái phong cách mà hip hop rồi trẻ trung thì mang mấy cái này được nha. Đó, có 39.99 đồng thôi, quá rẻ luôn. Còn mình là thua rồi, không lựa được gì hết trơn á. Đi mua sắm nãy giờ thì gia đình mình cũng đói bụng rồi các bạn. Thì cái địa điểm đến thứ hai ở Detroit này mà mình muốn dẫn mấy bạn đi đó chính là phở Grab nha. Một trong những cái quán ăn nổi tiếng của người Việt mình ở Detroit này nha. Nó nhìn bảng hiệu này thôi cũng đủ biết là quán này của người Việt rồi. Thì bây giờ mình cùng vào trong nha. Ồ quá trời. Có cá đó đi. Ô là trời, vừa mới bước vào bên trong là mình đã thấy đói bụng rồi nha bạn. Các món ăn được họ trang trí ở hai bên cái lối đi vào nè. Một bên là phở nè, là có bún bò, có phở, bún mắm đâu ha. Một bên là wrap nè, là sự kết hợp giữa Tây và ta họ trưng bày trong cái nhà hàng của họ ha. Rồi trong lúc mà đang đợi mà để lấy bàn ăn á, thì mình nhìn bao quát nè. Mình thấy họ trang trí phía bên trong giống như là một cái con tàu ha. Khác xa với lại cái khí hậu ở bên ngoài đang rất là nóng nha. Thì bên trong mà rất là thoải mái. Mình tưởng tượng giống như là mình đang đi trên biển vậy ha. Có sóng, tiếng sóng vỗ rì rào ha. Vào cái khu ăn uống thì họ trang trí những cái danh lam thắng cảnh ở Việt Nam mình nè. Có chùa Một Cột, rồi có chợ Bến Thành, có vịnh Hạ Long. Nó vừa được thưởng thức món ăn ở Việt Nam mà vừa nhìn thấy những cái phong cảnh thì mình sẽ liên tưởng đến Việt Nam mà nhớ Việt Nam hơn các bạn ha. Mấy cái này ăn khó thường thôi. Khó thường thôi. Dạ cô. Bún chả Hà, bún chả Hà Nội ha. Bún chả Hà Nội nè. Bún mắm, bánh cuốn nữa nè. Có bún mắm, bún mắm nữa nè. Bột chiên ốc nữa nè. Chả giò nè, bánh canh nè. Khoai tây chiên. Bột chiên. Cả nhà đang đợi ăn phở Grab nè. Phần ăn của thầy là không có đứng đợi đâu. Đây rồi. Phần ăn của con. Lấy không? Dạ đây. Đây con cũng phở nè. Nó tô medium này. Con cũng đặc biệt mà. Cảm ơn. Cẩn thận nha. Dạ, dạ. Để đem cho lấy cho. Oh wow, look good. À, một cái nữa bên này. Cũng đi. Anh có thể cho cái chén nữa. Có luôn. Oh wow. Look good. Cũng đi quá kìa. Nè thử không? Cũng đi quá kìa. Cũng đi màu đẹp quá kìa. Cái màu đó. Cái màu đó. Hấp dẫn quá. Dạ, dạ. Tại cái chén á. Cảm ơn, cảm ơn. Ăn đi, mời tất cả mọi người ăn. Mời tất cả mọi người ăn. Màu đẹp rồi, nó tô mình là bún riêu á. Nè, mình lại
kêu chú ơi chú có chú nè 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 quậy nè chú bây giờ quậy nè chú ơi. Dạ mang luôn. Mẹ là bò kho bún mắm bún bò. Bún bò ngon. Mỗi người có một bún gì. Người có signature ghi. Dạ signature ghi. Sau khi cả gia đình ăn uống no nê rồi thì bây giờ thì cả gia đình mình sẽ đi dạo một vòng thành phố Detroit nha mấy bạn. Nè tòa nhà GMC nè. Tòa nhà của trên đây nè. Ok Út đi đi thi quốc tịch hay làm giấy tờ gì đâu đây á Út. Không nó rồi. Nó phải phía phía bên kia. Đúng rồi Dương Út có ghé cho vô coi dòng sông. Lấy bên kia là Wisconsin ấy. Dạ. Có chỗ gửi xe không anh? Kiếm coi có chỗ gửi xe không? Ok Pháp Luật Hoàng Kinh kìa. Em thấy ở đây Dương Pháp Luật Hoàng Kinh kìa. Ồ, là chỗ xe này đúng không? Dạ, con GMC á. Lớn lắm á. Lớn lắm á. Cái một trong những địa điểm nổi tiếng ở thành phố Detroit này đó chính là cái công viên Belle Isle mấy bạn. Đó, từ ngay cái cây cầu này nè mà mình nhìn ra hai bên á, cái view nó rất là đẹp luôn nên là nó thu hút khách du lịch rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay kẹt xe quá các bạn, rất tiếc là mình không thể nào quay lại cho mấy bạn xem được. Đó, qua đường. Ở đây được cái là mình có thể để xe ngay trên lề đường luôn các bạn à, để mình có thể đi qua bên phía cái thác ở bên kia để mình chụp hình. Ôi mắt lạnh luôn đúng. Bây giờ thì cả nhà mình tranh thủ chụp một vài tấm hình để dành làm kỷ niệm nha. Rồi sau đó thì mình sẽ đi tiếp đến địa điểm tiếp theo. 1, 2, 3. Trước mặt mình là một bãi tắm của cái công viên này các bạn. Một cái view rất là xịn sò luôn. Ngắm toàn thành phố Detroit luôn. Hôm nay rất là đông người, người ta đến đây để người ta tắm nè. Tận hưởng không khí mùa hè nè các bạn. Quá trời là đông vui. Trời ơi. Vui quá trời vui luôn. À. Ủa này đông quá ha. Quá trời đông luôn. Đông quá trời đông luôn. Ồ có cái view đẹp quá trời luôn, vừa tắm vừa nhìn qua view đẹp kìa. Nguyên mấy cái tòa nhà luôn. Địa điểm đến cuối cùng của ngày hôm nay đó chính là mình sẽ đi chợ 168 nha cả nhà ơi. Lẩu tự soi. Tự soi luôn à. Ừ hử, lẩu tự soi. Kim chi tai. Đó lẩu tự soi giá 11 đồng. Ở chợ này á bạn, mỗi khi mà mình lên đây để mà mua sắm á, mình đều rất thích là lại cái gian hàng bánh để mà mình lựa bánh nha bạn. Có rất là nhiều loại bánh luôn và rất là ngon nha. Vì đây là chợ của người Hoa á, nên là những cái món bánh ở đây thì đều do một tay của người Hoa làm. Mà mấy bạn cũng biết rồi, người Hoa họ làm bánh rất là ngon nha. Nếu như mà mình mua với số lượng nhiều á, ở đây á, cứ 10 cái thì họ sẽ cho mình thêm 2 cái nữa nha mấy bạn. Và họ sẽ cho mình thêm cái thùng giấy để mình đựng nữa, rất là gọn gàng luôn.
chôm chôm nè các bạn, 199 trên một phần. Băng cục 6 đồng 88. Chôm chôm vậy. Ba đồng 69 trên phao hồng dọn. Vải đây 11 đồng 99 trên phao. Sầu riêng tươi. Đây dẹm hai đồng 59, cái này 7 đồng 99 trên phao. Ồ, ăn ốc hương tươi nè, 6 đồng 99 trên phao. Nghêu có ai giờ đầu có hộp bánh nè à? Đi cái chợ này các bạn, cái sẵn tiện nhà mình mua đồ ăn cho tuần tới luôn, nên là đồ ăn quá trời luôn. Bây giờ là chắc đồ ăn vào và chuẩn bị đi về nhà thôi. Nhìn màu trời vậy thôi chứ cũng 7-8 giờ tối rồi đó. Tạm biệt một số 8. Có mì gì không con? Có, con có mì. Bye bye Detroit nha. Bây giờ thẳng tiến Green Rapids đi về. A few moments later. Cuối cùng thì cũng đã về tới nhà rồi mấy bạn ơi. Hiện tại bây giờ thì cũng đã khuya rồi. Cũng 11 12 giờ rồi thì cả nhà đang ăn khuya mấy bạn. Đây là những hải sản ốc, nghêu, đồ cua, ghẹ rồi nè. Là mình mua ở chợ 168 nè. Nó đem về mình làm những cái món ăn khuya cho cả nhà ăn nè, sum họp gia đình. Cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã theo dõi hết video của gia đình mình nha. Hẹn gặp lại tất cả các cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Bye bye. À, wow, trời hấp dẫn nè. Nghêu này bự bộ. Cua trắng cái gà thật. Cua gặp ngon quá. Đúng đúng là cua cũng tươi nó khác à. Rồi còn cua nè, gạch nè. Trời ơi. Quá trời. Nè, 1 2 3 vô. 1 2 3 vô nè. Vô úp. 1 2 3 vô. Beautiful. Before have the baby.